Thần linh của tòa án tối cao, con đã phạm phải nhiều tội ác, khiến nhiều nạn nhân phải bỏ mạng. Hãy lấy mạng con, nhưng đứa bé này phải được sống. Cho tới khi có người cứu đứa trẻ này, sẽ phải sống ở Mahishmati để phục hồi địa vị của mình. Mahamsa Bahubali muôn năm. Nhanh lên đi. Còn ai đi, không biết được. Chiếc chồng trên tay đó coi như là một nữ hoàng. Trong lúc hấp hối, tay bà ta chỉ lên đỉnh vách đá. Tộc trưởng, ở đây có các thi thể. Những người này là ai? Người mẹ đã giết hai người này, bọn họ có lẽ đang lùng giết bà ta. Tộc trưởng, cái bọc cái hàng ở đây không biết nó là cái gì nữa. Tộc trưởng, nói thế nào mà họ vào được cái hang này khi họ đó? Người mẹ của đứa bé đã chỉ lên đỉnh vách đá. Nó đến từ đó phải không? Anh nghĩ vậy là sai rồi. Những người này muốn giết đứa bé để đem đến ngọn núi này. Nhưng đâu phải, giờ nó là con trai em. Một người mẹ không có con như em đã được thần linh quỷ thác nhờ dòng sông này. Được rồi, nếu ai phản đối việc này, kẻ đó sẽ bị cắt cổ chết. Này, sao lại im lặng vậy? Mau bích cái hang này lại đi. Con nên làm gì ở đây? Bất kỳ điều gì con muốn. Con có giật đi. Nếu con đến đó, con sẽ bị ăn thịt. Con sẽ leo lên trên đó. Con phải biết nghe lời bố mẹ chứ. Lại đây. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được leo núi rồi. Sao con cứ cố trèo lên đó vậy? Đừng đến đó nữa nhé, con trai.
Nơi này có vẻ trèo lên được cao hơn rồi. Làm sao nhìn được anh ta trèo cao đến đâu? Đỉnh núi này đã bị mây che phủ rồi. Anh ta đã bị ngã sắp xỉ 100 lần rồi đấy. 100 lần ngã xuống đất cơ đấy. Anh kia, hãy nhìn xem mẹ của anh đang ở trong tình cảnh nào kìa. Shiva. 15 lần, 81.000 lần trong nước tháp, thì yêu cầu sẽ được thực hiện. Swami, tôi xong rồi, tôi áp dụng đó cho con trai mình được không? Con trai tôi sẽ thôi leo núi chứ. Không, bà nghĩ thằng Shiva là gì chứ? Bà phải luôn nhắc nhở nó, rồi nó sẽ phải thuận theo ý bà. Dân, Mami, tôi sẽ làm thế. Mẹ, sao mẹ lại suy nghĩ trẻ con vậy? Mẹ cứ đi lên đi xuống thế này làm gì? Tránh ra, mẹ hãy nghe con nói trước đã. Con có chuyện nghe mẹ nói không? Bố phải nói mẹ biết chứ. Sangha, chuyện gì? Thế này cũng tốt thôi. Bố mẹ ra, mẹ. Vậy con sẽ đi thay mẹ. Thật không? Không được. Thằng Shiva không chấp nhận. Muốn cầu thần linh thì phải thực hiện vài điều kiện. Mami, ông xem đi. Mẹ, mẹ, con định làm gì? Vì bị cấm, nên con chỉ có thể bế mẹ đi lấy nước cho thần linh thôi, được không? Không, thằng Shiva cũng không chấp nhận. Những ai muốn tòa nguyện sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng hai mẹ con có vẻ vui lắm. Swami, anh nhờ thần Shiva sẽ giết mẹ tôi mất. Sao tôi biết được tất cả chuyện gì? Tình yêu dành cho thần Shiva thôi. Sangha, lại mà xem con trai bà làm gì đây. Nó làm gì vậy? Shiva, dừng lại. Đừng làm gì mà, dừng lại đi. Dừng lại. Làm gì với thần linh? Là bán bổ đó. Shiva. Dừng lại. छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया I'm
ಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಳ ಸ್ಫುರಣಾಮಣಿ ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮ ಮದಾಂಧ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರತ್ತೀಯ ಮೇಧುರೆ ಮನೋ ವಿನೋದ ಅದ್ಭುತಂ ವಿಭತ್ತು ಭೂತ ಭರ್ತರಿ thấy chưa, con đã cho thần Shiva tắm trong nước thác 1000 lần, nước nào cũng được tắm thác, đúng không? Swami, ông còn bảo phải lấy đá nữa. Trong số 4 ngọn núi trong tháng rồi, tôi chẳng thấy tảng đá nào cả. Không, bạn nghĩ thằng Shiva là gì chứ? Tuy nhiên, phải đi đâu mới thấy được? Trong lúc ông nói thì chiếc vật nạ đã rơi từ trên đá xuống. Thế thì sao? Làm cách nào? Tôi dâng đồ cúng được cho thằng Shiva. Thằng Shiva phải được lắng nghe. Swami, tôi thấy băn khoăn một chuyện. Những tảng đá phải được lấy từ 4 ngọn núi. Nếu không thì Shiva sẽ không thỏa mãn lời cầu khấn của chúng tôi, Swami. Anh đừng nói thế. Em làm thế vì con trai của mình thôi. Để yêu cầu được thực hiện thôi mà. Đúng không, Swami? Thằng Shiva nghĩ rằng sẽ thực hiện được. Em nói rồi mà. Sivirun, bao nhiêu ngày nữa thì anh mới tìm ra chủ nhân chiếc mặt nạ? Tôi sẽ đi đến trang trại. Còn nhiều thời gian lắm, tôi sẽ nói chuyện với mẹ mình ở đó. Coi nào, về nhà thôi. Đi đi, tôi về sau. Đi nào. Ngươi là ai? Sao lại tìm đến ta?
जहाँ जाएगी तो वहाँ वहाँ आऊंगा मैं रोके से मैं ना मानूं झुका हूँ हवाओं का मैं थम न ठहर जाना क्या जानूं जो पर्वत भी मुझको रोके मुझे रोके मैं ठोकरों से उड़ा दूं दो पल में वैशाली बस था दी कहाँ चली अंत डोम डन नीना
chúng ta có cơ hội rất lớn để đạt được mục tiêu của mình. Và trước ngày diễn ra đại lễ mừng sinh nhật vua Balaladeva, mọi người trong Dương quốc sẽ tiệc tùng. Thực sự thì ai mang hình ảnh của thần linh? Đến nước để Avantika dẫn dắt rồi. Avantika vốn đông. Gì vậy? Avantika? Sao lại như thế này được? Hãy tập trung đầu óc vào. Chỉ cần ý chí quyết tâm, cô có thể tìm đến đó. Cô được giao rất nhiều trọng trách và nhiều người phụ thuộc vào cô. Cô phải hoàn thành chúng. Việc thực hiện kế hoạch này là nhờ nước mắt, không phải nỗi sợ. Nếu không phải là tự nguyện, thân thể tôi đã bị ác quỷ thiêu đốt và tạo ra ngọn lửa. Thật đáng xấu hổ nếu để nó bị thương. Hãy cho tôi một lộ trình. Cô sẽ lên đường trong 2 ngày. Cô nên cẩn thận trên đường Avantika. Tính toán sao cho đừng để bị bắt. Vì Misa Nadeva có nhiều lý do để hành hạ và hạ sát cô. Bệ hạ, mới đến 2 ngày thì trâu mới đến nơi. Con trâu vẫn chưa được thuần hóa nên xin ngài hãy thận trọng. Ngài bộ trưởng Bệ hạ, Nadeva không chỉ có sức mạnh của một người mà là của 10 con trâu đấy. Con cứ ra tay đi. Thank you.
ngục nó đi. Này bộ trưởng, ngài giết nó rồi. Con trâu đã bị giết, đúng là quái hùng. Thật đáng kinh ngạc, tôi không tin nổi. Kataba, tôi biết có kẻ muốn giết ta, ngươi nghĩ thử xem. Nhưng cuộc sống vẫn nằm trong tay ta. Sao thế, Kataba? Ngươi có làm được không? Được. Ngươi muốn xin giấy ủy nhiệm. Dù có chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, thần có một yêu cầu. Người mẹ đã chịu án phạt 25 năm rồi. Xin hãy trả tự do cho bảy. Ta hứa với ngươi. Nào, thần linh cho phép bà ta quyền tự do tự sát. Tự do vẫn tốt hơn cái chết. Đi đi, Kataba. Đi đi. Không muốn hả? Vậy thì cứ để bộ ta chịu khổ. Ta muốn nghe bộ ta chịu khổ đến chết. Đứng lên. Có phải là do thiếu sự ngược đãi không? Đừng có hỏi ta. Hắn nói hắn muốn thấy. Hắn ở đâu? Nói ta biết đi. Ta chỉ yêu cầu ngươi một việc thôi. Hôm đó hắn đã bỏ đi đến một nơi nào đó. Ngươi từng nghe tên hắn chưa? Vào lúc nửa đêm, ngươi phải chịu tra tấn. Ngươi có còn muốn sống không? Tiếng xích len keng. Nghe có vui tai không vậy? Không. Mahesh Mati, qua đi.
Divasuda. Tên hắn không chỉ được nhắc đến một lần, mà còn được nhắc đến dài dài. Cho tới khi đất nước này coi hắn, chỉ còn ta và ngươi, hoàng một như cái chết từng đứng trước mặt ngươi. Một lần nữa ta nghĩ ta đã muốn giết hắn. Cả hai việc đã xảy ra, không hay chút nào. Maharani Devasena, lần này có quyền được biết. Ngài nói xiềng xích đã sẵn sàng được tháo bỏ. Bà định ở lại đây suốt sao? Không, Kattapa, con trai ta đã đến, ta sẽ được cứu. Nhưng đứa bé đã chết rồi mà, con trai ta còn sống. Ta đã đến nước này rồi, đừng tìm đến đứa trẻ nữa. Sao bà vẫn tin vào điều đó chứ? Mà không cần phải thực hiện sự trừng phạt này đâu, sẽ không còn cơ hội nào khác thế này nữa đâu. Mọi chuyện phải đúng người đúng lúc. Bà hãy chấp nhận đi, chấp nhận đi. Tôi xin bà đừng phí thời gian nữa. Bà cứ giặt củi hả? Ta nghĩ chỉ có Kattapa mới công cản ta. Ngọn lửa muốn tìm nơi trú ngụ. Cơ thể Balalavirva nhiễm trong máu, vì đã cố dập tắt ngọn lửa trong phòng. Dĩ nhiên con trai ta sẽ đến. Ngọn lửa trên giường Balalavirva, còn thú không ai giết được. Nỗi sợ chết, âm thanh của Bala Ladeva, những bức điêu khắc đá của hoàng gia Mahishmati, con trai ta đã đến. Nơi này là gì vậy? Avatika, ta ngủ ở đây để đôi tai nổi bồng bềnh. Nếu nó vẫn còn nằm đây, có lẽ anh ta sẽ lại đến.
Avantika, trên tay cô là hình gì vậy? Avanti, đi đi, theo tôi sao? Có thấy đôi giày đó không? Đẹp phải không? Cái mặt mo này sao mà chẳng bao giờ cười vậy? Suy thì này, cung thủ bất ngờ, muốn giết người sao? Anh là ai? Cuối cùng cũng hỏi. Tôi là Sibudu, làng Amara. Tôi đang núi để nhìn từ trên đỉnh. Đó là cái tôi muốn nghe. Giờ thì đến lượt tôi bắn hung thủ. Thấy chưa? Avantika. Hãy nói không phải anh đi. Tôi nói thật, tôi đang đúng mà. Nhưng lại, ông ta nói chỉ Siva mới có thể ban phát điều đó. Tôi là một trong số đó. Nói tôi biết đi. Mọi chuyện sẽ tự lộ diện. Tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi một việc. Ai hỏi? Cô là ai? Cô là ai? Kiếm trong tay, mình mặc giáp, đôi mắt hung hăng. Cô mặt giận dữ. Tôi đâu thỉnh cầu điều này. Ngoài ra cô còn được xoa dịu. Cô là ai? Tôi nói cô nhé. Cô là một cô gái. Tôi là một đứa trẻ. Tôi đến để yêu thương. Cơn đau.
Cái này là của em. Em làm mất nó ở hồ trên núi. Anh đến đây chỉ để đeo núi. Thật xa xăm. Để thấy nụ cười trên gương mặt chủ nhân chiếc mặt nạ. Nhưng không phải anh. Người trong lịch sử từng nói thế. Tượng vàng 120 bộ không thể nào. Thật, thế này sẽ dân danh chúng ta khắp nơi, khắp thế giới. Vậy chuẩn bị ổn chứ? Đức chưa đã chuẩn bị mọi thứ. Ngày mai sẽ lao dọn tượng. Ngày kia ở bên ngoài bầu trời sẽ rung chuyển. Gì thế, Avatika? Hey.
xem sao đi. Đuôi. Bà Hư Pali. Bệ hạ, thần từ bỏ, thần không biết gì cả, thần có tội. Bệ hạ, hãy xá tội cho thần, đừng giết thần. Xin lỗi, Thi Vương Đương. Em không nghĩ ra phải làm gì khác. Thật tốt khi em không thể đi, vì anh không thể xóa tan quyết tâm của em. Avatika của anh, em không sao rồi. Hãy dành lại trọng trách của em cho anh. Tumhara laksh bhi mera hai. Anh không biết đó là ai.
देवसेना कौन है मैं नहीं जानता। Nhưng nếu em muốn giải cứu người đó, तुम उसकी मुक्ति चाहती हो, anh sẽ giúp em. मैं ले आऊंगा। Anh xin thầy. जल रही है चिता सांसों में है धुआं फिर भी आस मन में है जगी भोर होगी क्या कभी यहां पूछती यही ये बेड़ियां देख तो कौन है ये Nhưng trời Mahesh-mati, con trai ta đã đến. Bahubali đã trở lại. Bahubali lọt aya. Im lặng, chẳng có gì đâu. Chỉ mới tưởng cao tới 100 bộ, ít nhất sẽ có 100 công dân thiệt mạng. Ah!
Bahubali. Bahubali. Bahubali phải không? Bahubali. 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 Bahubali là ai? Bahubali. Tự nó dựng lên rồi. Wo abhi tak wapas nahi lauta, kya jaane kis hal mein hoga. Shivling utha liya tha Shiva ne, usko kya hoga? Kuch nahi hua to wo wapas kyun nahi lauta? Ho sakta hai use apne log mil gaye ho. Wo jaan gaya ho ki hum log uske sage nahi hain. To wo wapas nahi aayega? Sanga, mujhe maa keh ke nahi bulayega? Ey, jaldi jaldi haath chalao. आंसुओं की आंच देखकर आपने मुझ पे भरोसा किया था, अब मेरी हिम्मत देखकर एक बार और मुझ पे भरोसा कीजिए। मेरा शिवा रानी देवसेना को छुड़ा लाएगा, मेरे साथ आइए। ठीक है। धर्म का मार्ग दिखाने वाले बाहुबली नहीं रहे, ये कौन कहता है? मैं जीवित होकर भी मर चुका हूं और आप मरने के बाद भी लोगों के मन में जीवित हैं। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली के नाम की चारों ओर प्रतिध्वनि सुन के लगता है मेरी नहीं
उसकी प्रतिमा स्थापित हो रही है। लोगों के मन में दबी बात बाहर आई। Do người dân sợ thứ họ đã sợ sẵn trong lòng. Con có thấy khi hắn bước đi không? Asambhav. Phải có cách nào đó chứ. Hãy bắt hết những nhân chứng lại. Hãy để con hỏi xem hắn là ai, hắn ở đâu, dáng muốn gì. Đi làm gì ở đây? Ta đang gặp đất vui đi. Hôm nay ai là người đầu tiên hô tên Bahubali vậy? Ta đang hỏi các ngươi đấy. Sao các ngươi im lặng? Nếu bị cắt lưỡi thì vẫn có thể gặp chứ. Chúng ta không biết. Cắm miệng đi. Không một tên lính nào trực tiếp nhìn thấy hắn sao? Thần thấy, thưa bệ hạ. Đôi mắt hắn hình như ta đã thấy đâu đó. Patra, bắt sống hắn đi nào. Trở lại cổng chính đi. Người là ai? Nói mau. Đây, bắt hắn lại. Gọi hết lính lại đi.
मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ। कटप्पा, नहीं ट्रिक डबी बी वाइट रोग। कटप्पा, यू डबी वाइट यू। भीतर कोई हत्यारा प्रवेश कर गया है। उसने राजभवन को आग लगा दी है। कटप्पा, डबी क्यों दी? आप लोग उधर दिशा की ओर चली। Tao muốn bắt sống hắn. Nghe thằng cái gì cũng không sao. Những thứ khác nữa, bắt sống hắn đi. Đi nào. Mấy đứa sẵn sàng, bắn. Đang cố trốn thoát. Con chó nửa đêm bị trừng phạt bỏ đói và tra tấn lâu đến vậy mà chưa hài lòng sao? Người ta thấy con ngươi bỏ chạy và cố tẩu thoát rồi. Hắn định giết ta. Kattapa, mày hả? Cứu rỗi là nhiệm vụ. Nếu ngài muốn bắt hắn, thần sẽ làm. Thank you.
Devasena đến để tấn công. Bọn chúng đã tấn công. Sita. Dạ không? Thank you.
Những người đó mình đã được cứu. Rất tin tưởng vào sự xuất hiện của những dũng sĩ của chúng ta. Chúng tôi mang nợ bà nhiều lắm. Tôi đã thấy ánh mắt mẹ mình trông rất buồn. Nhìn vẻ mặt tôi từng cho là bình thường và nhìn tôi như một vị thần. Tôi không biết những lời nói của mẹ mình. Nhìn thấy những người bị thương, nhìn chằm chằm giận dữ như một ngọn núi lửa bùng phát. Tại sao? Tôi là ai? Tôi hy vọng Bahubali sẽ nghĩ đến giấc mơ của chúng ta. Chính là Ngài. Suốt 25 năm qua, Vipassana đã tìm cách bắt Ngài và theo dõi Ngài. Chào đợi như một món quà Sivakami dành cho Đức Vua. Một trong các ngày Mahendra Ngài còn học lịch sử thế kỷ ở đó. Ngài vàng ở Mahishmati. Cha ông Ngài là người đủ tư cách. Raja Lavira làm vua đã từ chối đề diện vì cách kỹ sai lầm. Ông ấy nghĩ vì những thiếu sót của mình mà mình được trao tặng địa vị, nên ông rất giận dữ. Khát khao cân bằng Mahishmati lên đến đỉnh điểm. Khi vợ con mới mang thai 6 tháng, một ngày kia giờ ấn tượng của Dương Quốc bỗng mất đất kỳ tử. Một ngày kia, ông thấy giận dữ đối với Mahishmati và sự vắng mặt của Đức Vua. Sivakami nghĩ Dĩ Quốc định trục xuất đơn giản về sự giận dữ đó. Vì mưu mẹo của Mahishmati sẽ là rất nhiều để mất đi những người theo. Sau cái chết của Đức Vua, người cứ vị chào đời, hoàng hậu hạ sinh một đứa con trai. Một ngày sau, Maharani phải chịu trốn khổ. Maharani không thể cứu được mạng bẫy. Một thằng bé xinh xắn Bahubali. Hay là như được biểu hiện trên cái vàng. Ta đã loại bỏ bất kỳ thứ gì ngồi trên cái vàng này ở Mahishmati. Đã đến lúc Mahishmati nghĩ rằng Ngài đang cố định nghiêm túc. Dũng sĩ của Đức Vua không thấy dấu hiệu gì của các đảng đối lập ở Mahishmati. Chính quyền đã giao cho một thành viên chuẩn bị trên thực địa, Ngài Thủ tướng. Sivakami Devi. Sivakami. Thật may là người dân tin tưởng vào hoàng tộc. Hãy sát cánh với ta. Một đứa con gái trở về kìa. Sivakami ơi. Kachappa. Người dân kéo đến giữa sự tranh đoạt dương vị ở Mahishmati. Rửa sạch bằng máu. Hắn không thấy ngươi là một trong những kẻ đã chết rồi sao? Đi đi. Ta Bisala Deva ta lệnh cho ngươi giết Sivakami đi. Giết Katapa đi.
Người của ta sẽ bảo hộ ta. Giờ ta sẽ giết ngươi. Đây là mưu mẹo của ngươi. Ta không cần đến mưu mẹo. Những bi kịch Dương Kiều là đủ rồi. Nữ hoàng, thần đã chứng kiến hành động dũng cảm của người. Những người đề xướng phải tự kiềm chế kiên người lên coi. Không, ngài thủ tướng, ta không phải lãnh tụ. Vậy thì là ai? Câu hỏi không cần thiết, thủ tướng. Vị trí Bala Ladeva, con trai thần, không đủ tư cách hay sao? Hãy nói đi, Shivakami. Các con ta đều có quyền tiếp nhận địa vị này. Chúng sẽ phải tranh đấu cho phép chúng trở thành vị cứu tinh, có thể lôi cuốn công chúng. Nó sẽ trở thành vương của Basmati. Đó là luật lệ của ta và mọi thứ mọi tuân theo. तुझे छाँव मिली जुग जुग जीना तू बाहुबली है जहाँ विश्व और अमृत भी मन वो मंथन स्थली माहिष्मति का वंशज वो जिसे कहते बाहुबली मन में वो ऐसे टूटे जैसे टूटे कोई बिजली कटप्पा बहुत भूख लगी है मुझे भी खिला दो भाई हाँ युवराज सर लाइए दिन यही थी आप सब खड़े क्यों हो गए नाम ngồi đi आप खिलाइए युवराज ta ăn đi ra ra हां ना उचित नहीं ngài không nên ở đây chúng tôi ngồi là phạm phải một lỗi lầm lớn rồi ta nói ta sắp phải nuốt vào rất nhiều hạn chế và luật lệ cho tới thành vua trong cung điện những người này dù đây là định mệnh gì có gì sai chứ ăn trước đã ngài có biết có gì không ổn không ngài là quân vương chúng tôi là người thường được rồi ta như có mấy mati quyết định ăn
Xuất sắc. Kya baat hai Ballal. Tapla, anh vẫn là bạn tốt của ta. Nếu sau này ta có làm vua, học về chủ nghĩa anh hùng và những bài kiểm tra của con cái ngài, cả hai đều ghi cùng số điểm. Quyết định được đưa ra để xác định đức vua. Ngài định làm thế nào? Ta đã kiểm tra con mình, cả hai đều có cùng tài năng. Cần phải kiểm tra tài năng một lần nữa. Thủ tứ, bà kiểm tra sao phải nghiêm túc hơn. Đất nước này phải ngay lập tức xác định ai làm vua. Mahasmati trong thời gian này có vẻ bình ổn. Nếu vàng có thông tin rõ rỉ rằng quân đội muốn tạo phản, hoàng tử có thông điệp này tốt. Hai hoàng tử đang tìm kiếm kẻ phản bội. Phản tặc đã trốn thoát ra ngoài biên giới. Mahasmati, ta đã tìm ra phản tặc nước trong thành Sagapura. Sagapura, kỵ binh hoàng gia, dũng sĩ xuất hiện ở phía bên kia biên giới, không bước ra khỏi trung tâm của chúng. Tôi chưa từng gặp anh trước đây. Anh là ai? Tôi tới đây lần đầu. Sao là dấu kiếm vậy? Là gián điệp hả? Chúng ta nên cẩn trọng. Đi đi quá xa, có nhiều lính canh lắm. Kiếm hay tài khéo léo hả? Thật ra thứ gì cũng riêng được ý. Rượu. Ít đi. Ít đi. Có tiền không? Có. Người anh em, tôi có nhiều tiền lắm. Coi nào. Không chỉ nhiều, mà còn rất nhiều. Man le ke teri ba.
बातों ने किया बिन पिए मुझे शराब रे तू ही खोले सारे ताले सुन ले जाने जाना तू ही मेरे दिल की चाबी है प्याले ये तन के अपीलू मैं जम के तू मेरा मेरा तन के अपीलू मैं जमके तू मेरा मेरा हैरा तुम hơn cả ta bị tra tấn hay treo cổng. Pabla, vì cứ đi thông tin tuyệt mật. Bolo. Nói đi Yukalakia. Yukalakia chưa từng thiết kế việc tấn công thành phố, nông thôn và trẻ con. Tôi đã tìm ra một cách tốt đẹp.
Con gái và bố mẹ, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng họ sẽ giết sạch người dân. Nhiều hơn nữa, nhiều người đã bị giết hoặc có thế thôi. Yukalakia, dù là nước nhỏ nhưng không biết sợ. Chúng ta có 25.000 binh lính. Sao ta phải sợ chứ? Có bao nhiêu lính Kalakia trong thành? Vài ngàn. हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी. किन तो कुत्ता लगी. हमारी व्यूहरचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल. फंग तो उनके. हाँ ता चंग को जी का. त्रिशूल व्यू सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है. इससे अधिक कोई. ông có thể duy trì chiến thuật của cuộc chiến này không? Không ai biết cả. Bên đến Kalakia không biết. Thế nên ta phải hành động. Tôi sẽ dẫn đầu. Ta sẽ xác nhận việc đó. Hãy đến đất nước ta. Đây là cách duy nhất. Katapa, kẻ địch không được xông vào cánh cổng đó. Ta muốn bao nhiêu lính? 5.000 quân. Việc tuyển mộ để sao? Quan trọng là phải dựng nên một bức tường phòng thủ sắt. Hãy trở lại bàn về việc đó. Tôi lên phía Bắc. Tôi sẽ đảm bảo phía bên phải. Theo thông tin ta nhận được, về sau sẽ có người phụ trách với thủ lĩnh phe Kalakia. Cơ cấu của họ, chúng ta phải đặt máy lăn đá. Sẽ có nhiều quân thiệt mạng hơn. Số quân mẹ có thể chặn trong 10 phút. Nhưng để giết được thủ lĩnh Kalakia, do đó sẽ cần thay đổi thủ lĩnh. Hắn sẽ sớm bỏ chạy. Trong lúc công giờ, mọi thủ lĩnh có vẻ phải giết thủ lĩnh Kalakia nhờ sự hỗ trợ của vị binh. Chúng hiểu cơ cấu. Khi tấn công sẽ mất ít nhất là 2 ngày. Mẹ, việc này để con lo liệu. Lúc đó thì con sẽ lấy đầu hắn khi hắn đã bị tách rời. Không thể tin được. Kế hoạch đã hoàn thiện. Cái chết cho một thủ lĩnh chiến binh Kalakia để vị trí của hắn bị thiên thì có vẻ cần một chiến binh ưu tú. Nhưng một cách để chuẩn bị cho đất vua tương lai. Bala, Bahu, đây là cơ hội tốt để các con phục vụ tổ quốc. Các con đã có thời gian. Giờ hãy chuộc lỗi đi. Mahishmati. Cha ngài là một thủ lĩnh vĩ đại được yêu mến. Chỉ dân quốc được bảo vệ nghiêm ngặt mới đảm bảo được. Chúng không vì thế mà hình thành. Palala Deva gửi đi toàn bộ cung và tên rồi. Ngài nên từ chối quân trang. Cung và tên nhỏ. Nếp vua tặng một trong chúng ta. Bahubali có một mẹo rất hay. Chiến lược gì thế này? Ta rất cần binh lính và lắp đầy kho vũ khí. Không biết phải hỏi gì với ai nữa. Chiến tranh sẽ đổ ra ngày mai sau. Đã có thêm những dũng sĩ can đảm. Đây không phải là một mưu mẹo. Quốc pháp. Này, ai đấy? Bệ hạ xá tội. Thần đến để lấy lại chiếc liều theo lệnh hoàng tử.
శీర్షం ఖడ్గచ్ఛిన్నం పదరామరణభూతలే. అశ్వద్వయ ఆదిత్యాన్విత స్వర్ణ సింహాసన ధ్వజం మాహిష్మతి సామ్రాజ్యం అస్మాకం అజేయం. హల్లాల్ దేవ్ ఆది Bahubali đến rồi. Bahubali. Nghi thức này phải được thực hiện từ thời xưa rồi. Người hùng sẽ không chết trong tư cách nạn nhân. Thưa ngài, hãy tiến hành trước khi họ trở thành nạn nhân chiến tranh. Nữ thần Kali sẽ mang pháo đến cho ta. Sao phải hiến sinh một con vật vô tội chứ? Việc này khiến máu ta sôi lên. Mahesmati muôn năm. Mahesmati muôn năm. Với kiên nhẫn của Mahesmati cũng có giới hạn. Lần trước bọn ta đã cho các người một cơ hội. Hãy dứt bỏ vũ khí và ra đi từ đây. Nimda, Dozras tell me, har tabus krak oik nim bumla, mohinozuku. Một trong các ngươi và các con ngươi sẽ chết. Chẳng phải là ngươi đã tuyên bố thế sao? Đôi khi chúng chết trong tay tôi. Chúng tôi sẽ tấn công vua của các người bằng mọi thứ mình có. Các người trao một đứa trẻ, biến nó thành vua. Hắn phải sống. Bóng mặt trời đang di chuyển, tạo ra những vết bầm như thế. Giúp hắn sống sót. Tiếp bằng 27, có hai mắt đầy bàn, bay lượng ăn sát hắn. Hắn phải còn sống. Kattappa, nổi trống trận lên. Bahubali
कंधे शस्त्र। Bal!
Bé hả? Bé hả? Binh sĩ. Thank you.
Hai đạo phòng thủ của ta đã bị phá hỏng. Cả đạo pháp tướng trong hàng phòng thủ của kẻ địch Mahishmati lần đầu tiên. Cái chết này là kết thúc. Đây là cái chết. Cái chết. Cái chết. Cái chết. Cái chết. Mrityu. Cái chết. Mọi người. Cái chết dành cho kẻ thù còn cao cả hơn người ta nghĩ. Thà chết nhưng còn hơn sống dục. Tồi tệ cũng như giận dữ từ lời nói của một người mẹ. Giẫm lên đầu của hắn trên sàn mà không cho hắn thấy cái chết. Cái chết của hắn sẽ giúp ta thắng. Mẹ ta, đất mẹ của ta, ta không thể nào chạm vào thứ khác. Ta nhất định hiện thực hóa một đất nước thanh bình. Ai muốn chiến đấu cùng ta? Tôi. Ai muốn chết cùng ta? Tôi. Ai muốn sống cùng ta để được cứu khỏi cái chết? Tôi. Mahishmati vô năm. Mahishmati vô năm. Yeah!
गिद्ध उसकी आंखें नोच खाए और पेट से आते बाहर आ जाए, उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। Con trai ta, máu bụng của ta, còn ta đã giết vua Kalakia và lành là Deva, nó là người chiến thắng. Và lành là Deva, nó là người chiến thắng. Và lành là Deva muôn năm. Và lành là Deva muôn năm. Giờ thì Masmati đã đủ tư cách thủ lĩnh của một anh hùng. Theo vào đó, người hùng dũng cảm cần phải được ghi lại trên vàng, trên lịch sử tất cả những người được cống hiến nên được ghi nhận. Dù có qua 3.000 năm, chữ nghĩa anh hùng sẽ được đáp ứng. Hôm nay con trai ta là anh hùng. Bahubali, giờ con là thủ lĩnh có một sự thay thế mới. Shivakami, quyết định là gì? Con trai chúng ta đã bị vua Kalakaya giết. Con chúng ta, con ta, bà không thấy sao? Hãy tự nó lên làm vua. Làm đi. Còn bao nhiêu đối thủ không muốn làm vua? Những người dân chúng ta có là người chịu đựng được bao nhiêu? Giết kẻ địch trên chiến trường chỉ ngăn lại một cái liếc mắt. Tuy nhiên, một mặt trận chiến là giết đối thủ Bahubali. Dùng đất khác được người dân ta cứu, nó được mô tả như sự chuyển đổi tính cách. Một trong cái chết anh hùng, mục tiêu là không giết hại người vô tội như thần linh bảo. Hay là cố tình của những người này sao? Ta xin tuyên bố Bahubali sẽ làm vua. Đây là quyết định của ta. Nó là một quyết định khác biệt. Bahubali, Bahubali buông năm. Amarendra Bahubali, các trưởng lão của chúng ta còn động viên nó khám phá thiên nhiên rộng lớn. Tôi muốn thấy nó một lần. Không được đâu.
Người hùng đã chết rồi. Ngài có 1000 kẻ thù. Kẻ thù còn có thể gần hơn nữa không? Người hùng chết như thế nào? Bị bọc trong một chiếc túi gần đây. Và hãy quay lại. Bahubali. Ai vậy? Phản tặc đang ở đây. बहती जाती